Xin chào ông bà cô chú. Đợt này gia đình Mít về Việt Nam thì thăm gia đình và cũng là đúng nhân dịp lễ thôi nôi cho em đó. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 âm lịch thì ông bà ngoại tài trợ và tổ chức cái lễ thôi nôi này cho Mít nè cô chú ơi. Con thì mang hai dòng máu Mỹ Việt trong người nhưng mà mẹ con thì có tư tưởng Việt Nam đã ăn sâu trong máu rồi á, cho nên là muốn tổ chức một cái gì đó để mong cho con có một cuộc sống an yên, bình an sau này. Ở Việt Nam bây giờ tiện lắm ông bà cô chú ơi. Cái mâm cúng đẹp như thế này nè, mẹ con chỉ cần lên Facebook rồi mẹ con đặt cho người ta làm, người ta tới ngày người ta giao và người ta tới set up luôn cho mình luôn đó ông bà cô chú. Rồi bây giờ bà ngoại đã chuẩn bị sẵn một cái mâm cho con để mà con bóc cái món đầu tiên trong đời của con nào bà cô chú. Ông bà cô chú đón xem là con bóc cái món gì ha. Xoay đi cho em nha. Xoay vòng tròn đi cho em được, để từ từ từ. Ta được. Một mâm cúng như vậy thì mẹ con đặt với giá 2,1 triệu. Thì người ta có sẵn rau câu nè, chè xôi nè, rồi một con gà cúng và bông cúng, cũng như nước và giấy cúng, cũng như trái cây, đầy đủ hết đó cô chú. Và đây, ngày sinh nhật của con thì được tổ chức ngày Dương đó ông bà cô chú. Thì dì của con đang set up trang trí cái background cho con nè. Và trước đó mấy ngày thì ba mẹ con làm cho con một album luôn đó cô chú ơi, album khi con tròn 1 tuổi đó. Xong buổi sáng hì hục thì đây là kết quả đấy cô chú ơi, background này cũng được ha.
Thôi thời gian chờ đợi anh thành món món tiếp cái bờ bờ hẳn hạ thân để đêm bò hẳn để anh bấm bờ đâu cũng được. Đây là tiệc sinh nhật đầu đời của con đó ông bà cô chú ơi. Rất là Việt Nam ha ông bà cô chú. Nhân đây con xin cảm ơn ông bà cô chú đã xem hết video của con. Mến chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe để đón xem những cái video tiếp theo của gia đình con nha.